Lương cơ sở sẽ chính thức được tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó có đến 4 đối tượng được tăng lương đến 2 lần trong năm. Cùng tìm hiểu cụ thể đó là những ai trong video hôm nay nhé. 1. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Mức phụ cấp đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hiện nay đang thực hiện theo cơ chế khoán quỹ phụ cấp với công thức hệ số khoán nhân với mức lương cơ sở. Do đó năm nay, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên cả nước sẽ được tăng lương 2 lần gồm: tăng lần 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng trên một tháng lên 1,8 triệu đồng trên một tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Về tăng lương cơ sở, hiện tại thời điểm áp dụng mức phụ cấp mới của trưởng thôn sẽ căn cứ vào lương cơ sở 1,8 triệu đồng trên một tháng. Theo đó, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu biên giới, hải đảo, trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, mức khoán quỹ phụ cấp 5,0 lần mức lương cơ sở, tương đương là 9 triệu đồng trên một tháng. Các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp ở trên, mức khoán quỹ phụ cấp 3 lần mức lương cơ sở tương đương là 5,4 triệu đồng trên một tháng. Tăng lần 2 từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, theo Nghị định 33, quỹ phụ cấp dùng để chi trả hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được điều chỉnh tăng cụ thể. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở, thay cho mức 5,0 trước đây. Đối với các thôn, tổ dân phố không phụ thuộc quy định nêu trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở hay cho mức 3,0 trước đây. Như vậy, mức khoán quỹ phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở hai thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và ngày 1 tháng 8 năm 2023 như sau. Hai, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tương tự như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng được tính theo hệ số khoán và mức lương cơ sở. Hai thời điểm được tăng phụ cấp là vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 và ngày 1 tháng 8 năm 2023. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP, thì mức khoán quỹ phụ cấp được điều chỉnh tăng do mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng như sau. Với loại 1, mức khoán là 16 lần mức lương cơ sở, tương ứng mức khoán phụ cấp là 28,8 triệu đồng. Với xã loại 2, mức khoán là 13,7 lần mức lương cơ sở, tương ứng với 24,66 triệu đồng. Với xã loại 3, mức khoán là 11,4 lần mức lương cơ sở, tương ứng với mức 20,52 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, mức khoán quỹ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách được điều chỉnh như sau. Với loại 1, mức khoán là 21 lần mức lương cơ sở, tương ứng mức khoán phụ cấp là 37,8 triệu đồng. Với xã loại 2, mức khoán là 18 lần mức lương cơ sở, tương ứng mức khoán phụ cấp là 32,4 triệu đồng. Với xã loại 3, mức khoán là 15 lần mức lương cơ sở, tương ứng mức khoán phụ cấp là 27 triệu đồng. Thứ ba là cán bộ y tế ở cơ sở, cán bộ y tế dự phòng. Theo Nghị định 05 từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 40 đến 70% lên mức 100%. Cụ thể áp dụng đối với người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thành phố, thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Như vậy, ngay từ thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2023, cán bộ y tế cơ sở, cán bộ y tế dự phòng đã được điều chỉnh thu nhập. Lần điều chỉnh thu nhập thứ hai trong năm chính là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng trên một tháng, thì đương nhiên lương và các khoản phụ cấp khác của đội ngũ cán bộ y tế cũng sẽ được chỉnh tăng. Bởi hiện nay, mức lương và một số khoản phụ cấp mà cán bộ y tế vẫn được tính theo mức lương cơ sở nhân hệ số. 4. Đối tượng cuối cùng được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023 chính là công chức thủ kho, thủ quỹ. Mức lương của công chức thủ kho, thủ quỹ cũng được tính theo mức lương cơ sở nhân hệ số.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, đối tượng này sẽ được tăng lương do Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 14 điều chỉnh hệ số lương như sau. Ngạch công chức thủ kho, thủ quỹ xếp lương như công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89, thay vì được xếp lương như công chức loại B có hệ số lương chỉ từ 1,86 đến 4,06. Tiếp theo, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, khi mức lương cơ sở tăng, đối tượng của công chức này sẽ được tăng lương lần hai. Có thể quan sát bảng lương của công chức thủ kho, quản quỹ ở các thời điểm như sau. Hy vọng video trên đã giúp bạn hiểu rõ về các đối tượng được tăng lương 2 lần trong năm 2023. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về chính sách tiền lương, vui lòng liên hệ Luật Việt Nam theo số 1900 6192.